Quỳnh Nga hiện là diễn viên kiêm ca sĩ được nhiều người yêu thích. Tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, nữ nghệ sĩ U40 gây ấn tượng với sắc vóc cuốn hút và sự thể hiện hết mình. Năm 2009, bộ phim Lập Trình Cho Trái Tim do Quỳnh Nga đóng chính được phát sóng tạo nên cơn sốt truyền hình. Cô vào vai Vũ Vũ biệt danh là Cá Sấu Chúa vì ngoại hình không mấy nổi bật. Chuyện tình của cô và Lâm do Minh Tiệp đóng thu hút sự chú ý lớn từ công chúng. Vai diễn đã giúp cho Quỳnh Nga trở nên nổi tiếng sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực ca hát nhưng không thực sự nổi bật. Sau thành công của Lập Trình Cho Trái Tim, Quỳnh Nga đã trở lại con đường ca hát. Cô kết hôn với người mẫu Doãn Vấn vào năm 2014 rồi lui về vun vén cho tổ ấm và chuyên tâm kinh doanh, ít hoạt động nghệ thuật hơn. Năm 2019, Quỳnh Nga ly hôn và dần tái xuất trở lại làng giải trí. Trong Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng tham gia cùng 29 gương mặt khác đến từ hai miền Nam Bắc. Quỳnh Nga giữ được sức hút với ngoại hình xinh đẹp và khả năng vũ đạo điêu luyện. Nữ nghệ sĩ sinh năm 1988 đã có phần trình bày rất ấn tượng tiết mục Nếu Không Yêu Thì Thôi trong tập 12. Dù cao không quá 1m6, Quỳnh Nga có vóc dáng rất cân đối, vòng eo nhỏ. Cô chăm chỉ luyện tập gym và yoga nhiều năm nay. Trong đời thường, Quỳnh Nga yêu thích phong cách thời trang, lúc thì năng động, khi thì gợi cảm, nhưng thường chung là đều rất tôn dáng.